Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính chúc các khán thính giả yêu mến của kênh sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và may mắn nhé. Thưa các cô chú, thưa các anh chị, thưa các bạn. Detox hay là thải độc cho cơ thể là khái niệm không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Cuộc sống quá bận rộn khiến cho các bạn không có thời gian để tìm hiểu về các phương pháp thải độc nhanh và hiệu quả. Vậy thì hãy cập nhật ngay 4 loại nước uống giúp thải độc vô cùng hữu hiệu cho cơ thể và đặc biệt là sẽ phù hợp với những người bận rộn nhé. Không mất 1 phút mỗi ngày là bạn đã có thể chuẩn bị cho mình một ly nước lý tưởng, vừa giúp làm sạch nội tạng, vừa giúp kéo dài tuổi thọ rồi đấy nhé. Chi tiết sẽ có trong video sau đây. Sáng dậy nhớ uống 4 loại nước thần kỳ này, sạch nội tạng, sống thọ hơn rất nhiều. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Như cô bác đã biết, ngay sau khi thức dậy chúng ta phải bổ sung ngay một cốc nước ấm để tăng cường hoạt động trao đổi chất, thải độc và cung cấp nước cho cơ thể sau cả đêm dài say ngủ. Bên cạnh đó, buổi sáng cũng là khoảng thời gian mà cô bác có thể tiêu thụ thêm một số loại thức uống khác để vừa làm sạch nội tạng, vừa kéo dài tuổi thọ cho bản thân mình. Khi bổ sung đúng loại nước vào đúng thời điểm thích hợp, cô bác sẽ làm chậm được quá trình lão hóa, lại ít gặp phải bệnh tật và sống thọ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin cho cô bác 4 loại nước rất có lợi cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của chúng ta mà cô bác nên thường xuyên bổ sung vào mỗi buổi sáng. Không để cô bác phải đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 4 loại nước thần kỳ này cô bác nhé! 1. Nước ép dưa hấu và chanh. Buổi sáng chính là thời điểm thích hợp để cô bác uống một cốc nước ép dưa hấu vắt thêm vài giọt nước chanh để giúp cơ thể của mình thải độc hiệu quả hơn. Nhiều nghiên cứu y học hiện đại đã cho thấy, trong nước chanh và nước ép dưa hấu đều có chứa một loại hợp chất giúp cho các cơ quan trong cơ thể của chúng ta đào thải độc tố và amoniac ra khỏi cơ thể vô cùng hiệu quả. Chính vì lý do này, đông y thường khuyến khích những cô bác nào bị bí tiểu, tiểu dắt hoặc nóng gan sử dụng nước ép dưa hấu và chanh để làm tăng tác dụng lợi tiểu và thải độc ra bên ngoài. Ngoài ra, nước ép dưa hấu và chanh cũng sẽ giúp cô bác làm giảm quá trình loãng xương, tăng cường lưu thông máu, hạn chế sự nhân lên bất thường của các tế bào trong cơ thể, từ đó giúp cô bác phòng chống ung thư vô cùng hữu hiệu. Loại nước ép này cũng có khả năng làm giảm lượng calo trong cơ thể, đồng thời duy trì sức khỏe của thận. Bên cạnh đó, trong dưa hấu và chanh cũng chứa nhiều vitamin C. Chỉ cần bổ sung một ly nước ép dưa hấu và vài giọt nước chanh là cô bác đã cung cấp 21% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể. Ngoài ra, lượng kali cùng các loại vitamin khác có trong loại nước ép này cũng sẽ giúp cơ thể của cô bác xây dựng và duy trì lượng collagen cần thiết cho làn da luôn mềm mại và đàn hồi. Uống loại nước ép này mỗi ngày cũng giúp cho cô bác giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó giúp cô bác kiểm soát được huyết áp của mình một cách dễ dàng hơn. Dưa hấu kết hợp với chanh cũng sẽ làm tăng lượng vitamin C được cơ thể hấp thụ. Do đó, đây là loại đồ uống tuyệt vời để cô bác kết hợp chúng với chế độ ăn kiêng của mình. Tuy mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo những cô bác nào đang mắc các vấn đề về dạ dày không nên sử dụng nước ép dưa hấu và chanh để tránh bệnh trạng của mình nặng nề thêm. 2. Trà gừng. Theo cựu đại tá lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, thì gừng có vị cay, tính ấm. Nếu uống vào sáng sớm thì sẽ giúp cho chúng ta ấm bụng, thải độc cho dạ dày và làm sạch ruột cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, trà gừng cũng giúp hệ thống tiêu hóa của chúng ta làm việc hiệu quả hơn nhờ khả năng kích thích cơ thể tiết ra nước bọt, dịch mật và kích thích sự sinh trưởng của các loại vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Song song đó, trà gừng cũng giúp cô bác ức chế sự co bóp quá mức của dạ dày và ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh cho dạ dày vô cùng hữu hiệu. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một trong những yếu tố hàng đầu giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Do đó, cô bác nên uống trà gừng vào mỗi buổi sáng để tăng cường sức khỏe cho bản thân mình. Ngoài ra, trong gừng cũng chứa nhiều gingerol. Đây là một loại hoạt chất có thể giúp cô bác giảm đau một cách tự nhiên và chống lại hiện tượng viêm xảy ra ở các tế bào bên trong cơ thể. Không chỉ có vậy, trà gừng còn giúp cô bác giảm thiểu nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư và có khả năng hỗ trợ cô bác trong quá trình điều trị một số loại ung thư vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu được thực hiện ở các bệnh nhân mắc chứng cholesterol cao trong máu cũng cho kết quả khá tốt khi họ sử dụng trà gừng mỗi ngày. Sau một thời gian sử dụng, nồng độ cholesterol trong máu của họ đã giảm đi rõ rệt. Bên cạnh đó, lượng đường trong máu cũng được kiểm soát hiệu quả hơn.
Với hai tác dụng đồng thời này, có thể thấy việc sử dụng trà gừng là biện pháp giúp cô bác ngăn ngừa các bệnh lý vô cùng nguy hiểm và phổ biến hiện nay như tiểu đường, cao huyết áp, béo phì. 3. Nước mật ong ấm. Nếu cô bác muốn tận dụng 100% lợi ích của mật ong thì đừng quên thưởng thức chúng vào mỗi buổi sáng bằng cách cho mật ong vào trong cốc nước ấm của mình. Các nghiên cứu của y học hiện đại đã cho thấy trong mật ong có chứa khá nhiều loại đường siêu tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, lượng đường trong mật ong có thể cải thiện quá trình hoạt động của máu bên trong cơ thể và làm giảm mệt mỏi cho cô bác cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, nước mật ong cũng chứa khá nhiều vitamin và các loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nếu uống vào buổi sáng thì đây chính là loại nước lý tưởng giúp cô bác thải độc và làm sạch nội tạng cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, nước mật ong cũng có hiệu quả rất tốt trong việc tăng cường tác dụng của quá trình trao đổi chất trong cơ thể và phục hồi chức năng cho gan. Nước mật ong cũng chứa rất nhiều năng lượng cần thiết cho các tế bào thần kinh của con người. Bên cạnh đó, loại nước này cũng có tác dụng rất tích cực trong việc làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa bệnh tật cho cô bác. Để chọn được loại mật ong có chất lượng tốt, các chuyên gia khuyên cô bác nên chọn mật ong nguyên chất hoặc mật ong rừng đến từ các thương hiệu uy tín. Trong quá trình sử dụng, cô bác cũng không nên vì tác dụng tích cực của loại thức uống này mà sử dụng mật ong quá nhiều. Cô bác chỉ cần dùng khoảng 50ml mật ong mỗi ngày là đã đủ, tốt cho sức khỏe và không gây ra các tác dụng phụ cho cơ thể. Cách sử dụng nước mật ong đúng nhất là sau khi cô bác ngủ dậy, hãy nghỉ ngơi vài phút rồi uống một cốc nước ấm. Tiếp đến, cô bác hãy chờ vài phút rồi mới bắt đầu uống nước mật ong. Ngoài ra, cô bác cũng có thể sử dụng loại nước này trong lúc cô bác ăn sáng cũng được. 4. Nước chanh. Uống một cốc nước ấm có thêm vài giọt chanh tươi sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thải độc và trung hòa axit trong cơ thể của cô bác. Để quá trình giải độc trong cơ thể diễn ra suôn sẻ và triệt để, có một cơ quan mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm, đó chính là gan. Gan là một trong những cơ quan đảm nhiệm rất nhiều vai trò trong cơ thể. Vì vậy, ngoài chất xơ, nước và các loại lợi khuẩn, gan cũng cần được cung cấp các loại vitamin cần thiết để thúc đẩy quá trình thải độc. Vì vậy, việc uống một cốc nước có thêm vài giọt chanh tươi vào mỗi buổi sáng chính là sự lựa chọn mà cô bác không nên bỏ qua. Bên cạnh đó, nhờ có hàm lượng vitamin C cao nên nước chanh chính là ứng cử viên lý tưởng có thể giúp cô bác giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh tiểu đường tới mức tối đa. Bởi các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi hàm lượng vitamin C trong cơ thể của chúng ta tăng lên thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, nước chanh cũng có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường độ đàn hồi và dẻo dai của mạch máu. Không chỉ vậy, loại nước này còn có tác dụng phòng và điều trị các triệu chứng có liên quan đến tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim cực kỳ hiệu quả. Trên thực tế, việc uống nước chanh vào buổi sáng rất tốt cho những người khỏe mạnh nhưng lại không phù hợp với những cô bác đang gặp phải các vấn đề về dạ dày và đường tiêu hóa. Vì vậy, nếu đang mắc phải những căn bệnh này, thay vì uống nước chanh, cô bác có thể chọn 3 loại nước còn lại để sử dụng cô bác nhé! Bên cạnh những loại thức uống có lợi cho sức khỏe thì cũng vẫn có cả những thức uống rất hấp dẫn nhưng lại bất lợi cho cơ thể của chúng ta. Điển hình như là rượu hay là các loại đồ uống có cồn khác. Biết là không tốt, nhưng nhiều khi vì lý do nào đó mà chúng ta vẫn tiêu thụ loại đồ uống này. Thế nhưng nếu như bạn sớm biết rằng từ bỏ hai loại đồ uống dưới đây sẽ giúp bạn tăng thêm vài năm tuổi thọ thì chắc chắn là bạn sẽ muốn từ bỏ ngay thôi. Đây cũng là nội dung chính trong phần cuối của video hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hai loại đồ uống cần bỏ sớm để sống thọ và trẻ lâu hơn. 1. Rượu. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thì những người uống rượu từ 4 ngày trở lên trong mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm hơn 20% so với những người khác. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy bất kỳ ai uống từ 18 ly rượu trở lên trong một tuần đều bị rút ngắn tuổi thọ hơn so với nhóm người không sử dụng loại thức uống này một cách vô tội vạ. Do đó, cô bác chỉ nên uống không quá 14 ly rượu trong một tuần để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Ngoài ra, rượu cũng được bình chọn là loại đồ uống có thể khiến chị em tăng thêm 5 tuổi chỉ sau một đêm. Vì vậy, tránh xa loại đồ uống này cũng là cách để cô bác duy trì sự trẻ trung của chính mình. 2. Nước ngọt và các loại đồ uống có nhiều đường. Uống quá nhiều nước ngọt hoặc các loại đồ uống có nhiều đường có thể rút ngắn tuổi thọ của cô bác rất nhiều lần. Ngoài việc góp phần làm cho cô bác tăng cân và béo phì, đường trong những loại đồ uống này còn có thể gây mất nước và làm cho lượng đường trong máu của cô bác tăng cao hơn. Từ đó, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng lên và những biến chứng của căn bệnh nguy hiểm này sẽ rút ngắn tuổi thọ của cô bác. Chưa kể những loại thức uống này chính là cơn ác mộng của phụ nữ bởi chúng sẽ tạo cơ hội cho nếp nhăn hình thành, từ đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa cho cô bác.
Thông qua video ngày hôm nay, hy vọng rằng cô bác đã phần nào hiểu rõ hơn về những tác dụng thần kỳ của 4 loại nước vô cùng bổ dưỡng mà cô bác có thể sử dụng vào mỗi buổi sáng. Cô bác có thể chọn bất kỳ loại thức uống yêu thích nào hoặc luân phiên sử dụng 4 loại thức uống kể trên để bảo vệ sức khỏe và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mình. Chỉ cần chăm chỉ uống những loại nước này, chúng tôi tin rằng cô bác sẽ phòng trừ được những căn bệnh nguy hiểm và kéo dài tuổi thọ cho bản thân mình để sống vui khỏe bên cạnh những người thân yêu. Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!